Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Hải quân Nga triển khai tập trận ở Thái Bình Dương. Bộ Quốc phòng Nga cho biết Hải quân Nga triển khai nhiều chiến hạm và tàu ngầm tham gia cuộc tập trận ở Thái Bình Dương. Cuộc tập trận có sự tham gia của đội tàu Primorsky thuộc hạm đội Thái Bình Dương của Nga và các lực lượng quân đội phòng thủ ven biển ở phía đông bắc nước Nga. Theo hãng thông tấn Tass của Nga, cuộc tập trận có sự tham gia của khoảng 40 tàu thuyền và tàu hỗ trợ, khoảng 20 máy bay hải quân và trực thăng, bao gồm máy bay chống ngầm tầm xa TU-142M3, 238 và 238N, cũng như trực thăng chống tàu ngầm và tìm kiếm cứu nạn. Cuộc tập trận gồm các nội dung diễn tập đẩy lùi các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái UAV và xuồng không người lái, tập trận chiến đấu, hoạt động chấu tông ngầm và phối hợp tấn công tên lửa vào các nhóm hải quân của kẻ thù giả định. Cuộc tập trận được tiến hành ở Thái Bình Dương, biển Nhật Bản và biển Okhotsk dưới sự chỉ đạo của Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương Đô đốc Victor Lisla. Theo Bộ Quốc phòng Nga, cuộc tập trận này bắt đầu từ ngày 18 tháng 6 và sẽ kéo dài đến ngày 28 tháng 6. Nhiều kho vũ khí Ukraine bị Nga san bằng Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân Nga cũng đã phá hủy một xưởng sản xuất máy bay không người lái UAV tấn công vào một kho vũ khí của Lữ đoàn Pháo binh số 44 của quân Ukraine, chứa vũ khí do phương Tây viện trợ, tấn công hàng loạt cụm nhân lực và trang thiết bị của Kiev ở 124 khu vực toàn chiến tuyến. Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết thêm, quân đội Nga đã đẩy lùi hai cuộc phản công của Ukraine và gây thương vong cho bốn lữ đoàn Kiev ở tỉnh Kharkiv trong ngày qua. Các đơn vị của nhóm tác chiến phía Bắc đã gây thiệt hại về nhân lực và trang thiết bị cho Lữ đoàn Bộ binh Cơ giới số 57, Lữ đoàn Bộ binh Thủy quân Lục chiến số 36, Lữ đoàn Phòng thủ lãnh thổ số 120 và 125 của quân đội Ukraine tại các khu định cư ở Kharkov. Ngoài ra, quân Nga còn đẩy lùi hai cuộc phản công của các nhóm tấn công thuộc Lữ đoàn Tinh Nhuệ Zager số 71 và Lữ đoàn Vệ binh Quốc gia số 13 của quân đội Ukraine. Quân đội Ukraine tổn thất 130 binh sĩ cùng nhiều khí tài hạng nặng, gồm một xe chiến đấu bọc thép và một hệ thống pháo tự hành M109 Paladin, Mỹ sản xuất, một pháo D-20, một pháo D-30 và một hệ thống pháo cơ giới. Trong ngày 18 tháng 6, nhóm tác chiến phía Tây của Nga đã gây thương vong lên tới 455 binh sĩ cho quân Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân Moscow đã phá hủy một trạm radar và hai bệ phóng tên lửa S-300 của Ukraine trong ngày qua. Các đơn vị máy bay tác chiến chiến thuật UAV tên lửa và pháo binh của các nhóm lực lượng Nga đã phá hủy một trạm radar và hai bệ phóng của hệ thống tên lửa đất đối không S-300. Lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 24 UAV và một tên lửa Leptun của phía Kiev trong ngày 18 tháng 6. Kho dầu Nga bị tấn công Giới chức Nga cho biết một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái UAV của Ukraine vào thành phố Avos ở vùng Rostov của Nga. UAV đã tấn công các kho dầu của tỉnh Rostov, Nga vào đêm ngày 18 tháng 6, gây cháy lớn ở các cơ sở này. Thống đốc Vasily cho biết không có ai bị thương trong vụ tấn công và đám cháy đã được khống chế. Theo Bộ Tình trạng Khẩn cấp, khoảng 200 lính cứu hỏa đã được triển khai để dập tắt đám cháy bao phủ diện tích khoảng 3.200 m2. Một số báo cho biết người dân ở Azov đã nghe thấy 4 hoặc 5 tiếng nổ vào sáng hôm nay. Cơ quan an ninh Ukraine sẽ tiếp tục thực hiện các đòn trừng phạt UAV nhằm vào các tổ hợp lọc dầu của Nga và làm giảm sức mạnh kinh tế của đối phương bởi những khó khăn mà lực lượng của Kiev đang gặp phải ở tiền tuyến. Trong khi đó, quân đội Nga cũng đang nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine mà Moscow cho là có vai trò quan trọng đối với khả năng quân sự của Kiev. Theo các quan chức Ukraine, khoảng 80% công suất nhà máy nhiệt điện của nước này đã bị vô hiệu hóa do các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga. Theo nguồn tin, SBU đã thực hiện 20 cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở công nghiệp dầu mỏ của Nga ở nhiều khu vực khác nhau trong thời gian qua. Bộ Quốc phòng Nga cho biết rằng lực lượng Moscow đã cải thiện vị trí trên tiền tuyến tại tỉnh Donetsk và khiến cho Ukraine tổn thất hơn 1.175 binh sĩ trên toàn mặt trận này. Theo bộ này, các đơn vị của nhóm tác chiến Biển Nam đã cải thiện vị trí tiền tuyến, gây thiệt hại về nhân lực và trang thiết bị cho các lữ đoàn – Ukraine gần các khu định cư ở Donetsk. Tổn thất của quân Ukraine ở các địa phương này trong ngày qua lên tới 665 binh sĩ, hai xe chiến đấu bọc thép, trong đó có một xe bọc thép chở quân M113 do Mỹ sản xuất, hai xe cơ giới và một khẩu pháo D30. Ngoài ra, lực lượng Nga còn phá hủy một kho đạn dược dã chiến của quân đội Ukraine. Trong khi đó, tổn thất của quân đội Ukraine trên hướng Adivika ở Donetsk lên tới 355 binh sĩ, hai xe chiến đấu bọc thép, một khẩu pháo Masta B, một khẩu pháo cơ giới, một pháo chống tăng. Tại mặt trận phía nam Donetsk, gần các khu định cư, quân Ukraine cũng tổn thất 155 binh sĩ và nhiều thiết bị quân sự hạng nặng. Các vũ khí này gồm xe chiến đấu bọc thép, xe bán tải chở quân, hệ thống pháo tự hành Brab do Ba Lan sản xuất, pháo lựu, FH-70, anh sản xuất, pháo D-20, trạm tác chiến điện tử Andaz. Bộ chỉ huy nhóm tác chiến chiến lược Khotysia của quân đội Ukraine cho biết rằng vào ngày 18 tháng 6, trong khu vực do nhóm này phụ trách, đã có 29 cuộc giao tranh diễn ra. Theo bộ này, trong ngày qua, các lực lượng Nga đã bắn 3.275 quả đạn pháo vào các vị trí của quân đội Ukraine trong chiến trường Biển Đông. Các khu vực Moscow cũng đã tiến hành... Các lực lượng Moscow cũng đã tiến hành 40 cuộc không kích vào các vị trí của quân Kiev và các khu vực đông dân cư ở Ukraine, trong đó sử dụng 54 quả bom lượn và 318 UAV cảm tử. Bộ chỉ huy cho biết quân Nga đã pháo kích vào các vị trí của Ukraine 487 lần trên toàn bộ mặt trận. Trong khi đó, các lực lượng Kiev cũng đã tung 449 đòn hỏa lực về phía quân Moscow. Theo Ukraine Form, có tổng cộng 119 cuộc giao tranh dọc toàn bộ tiền tuyến nhiều nhất là ở hướng Poskov, tỉnh Donetsk. Sáng ngày 19 tháng 6, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến Bình Nhưỡng, bắt đầu chuyến thăm chính thức tiến tới Triều Tiên sau 24 năm. Chuyến thăm được đánh giá có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy một cách đáng tin cậy mối quan hệ song phương chiến lược và định hướng tương lai. Tại sân bay quốc tế Bình Nhưỡng, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã tiếp đón nồng nhiệt và bày tỏ niềm vui mừng khi được tiếp đón nhà lãnh đạo Nga tại Bình Nhưỡng. Khoảng 270 ngày sau khi hai bên có cuộc gặp tại sân bay vũ trụ Vostopi tháng 9 năm ngoái, theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA, hai nhà lãnh đạo đã có cuộc trò chuyện thân mật sau khi về tới nhà khách quốc gia Kusunsan trong khi đó theo hãng tin tass của nga hai nhà lãnh đạo đã có cuộc hội đàm tập trung vào các vấn đề quốc tế vạch ra hướng hợp tác song phương trong tương lai dự kiến hai nước ký một hiệp ước đối tác chiến lược toàn diện trong đó hợp tác an ninh thay thế cho các hiệp ước cũ trong phái đoàn quan chức tháp tùng tổng thống putin trong chuyến đi lần này có ngoại trưởng sergei lavrov và bộ trưởng bộ quốc phòng andrei belosov sau cuộc hội đàm thượng đỉnh trên cùng ngày tổng thống putin sẽ tới việt nam